Hôm nay em lại có một con xe vừa đẹp, vừa bền, vừa rẻ giới thiệu lên cho toàn thể các bác, toàn thể quý vị anh chị trên mọi miền Tổ quốc cùng xem, cùng ngắm đây. Các bác nhìn này, đấy, chiếc xe gầm cao số tự động các bác nhá. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về luôn. Đấy. Một dòng xe với cái tầm tiền lúc mới nó rất nhiều tiền các bác ạ. Nó là tiền tỷ nhá, nó là tiền tỷ. Và bây giờ đây thì các bác mua chiếc xe này chỉ với cái tầm tiền là hơn 300 triệu thôi. Các bác đang có tầm tiền là hơn 300 triệu. Trên 300 triệu mà dưới 400 triệu đấy mà các bác chưa biết tìm dòng xe nào để mua về phục vụ gia đình mình thì các bác hãy cùng xem, cùng lựa chọn đến cái dòng xe này các bác nhá. Các bác nhìn xem này. Đây, nhìn rất là long lanh đúng không ạ? Rất là chắc chắn, rất là khỏe khoắn. Mẫu xe 5 chỗ gầm cao, số tự động. Đấy. Được mang tên là Honda CR-V các bác nhá. Honda CR-V. Sản xuất năm 2008 và đăng ký đợt đầu năm 2009. Số tự động. Và với động cơ của chiếc xe này là máy xăng 2.4 các bác nhá. Đấy, máy xăng 2.4 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về Việt Nam. Đấy, chiếc xe này là chính chủ các bác nhá, em mua của chính chủ và chủ xe là cũng ở gần khu vực chỗ bên em luôn, cũng ở gần khu vực chỗ bên em luôn. Đấy, người ta sử dụng rất là kỹ. Đấy, rất là kỹ càng, rất là kỹ tính. Đấy, rất là giữ gìn. Đấy, cho ra một chiếc xe đẹp như thế này. Và ngày hôm nay thì em đang giới thiệu lên cho các bác xem đây. Các bác đang quan tâm, mình cùng xem, cùng theo dõi rồi cùng cảm nhận. Sau đó thì mình hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại mà em vẫn thường xuyên thường là vẫn đọc lên, cung cấp số điện thoại cho các bác đấy ạ. Đấy, thì em đọc lại các bác nhá. Thì em sẽ đọc lại cho các bác mình lấy được ba số điện thoại của bên em để các bác lưu vào. Để các bác nhìn xem này. Khu vực cốp đằng sau đây. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, cỏ nó là vẫn còn cái lỉ đúng không ạ? Vẫn còn cái tấm lỉ ở trên và lỉ đẹp luôn, không bị bẩn, không bị xấu kém gì đúng không ạ? Ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, ghế da của xe là ghế da theo xe luôn chứ không phải là ghế da làm lại, ghế da bọc lại, ghế da thay đổi rồi đâu. Đấy, ghế da xịn đấy ạ. Theo xe đấy ạ, theo xe từ lúc mới đấy ạ. Nhà sản xuất người ta thiết kế ra đấy ạ. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản về đấy ạ. Đây các bác nhìn này, bộ ghế da còn cực kỳ đẹp đúng không ạ? Không có dấu hiệu kém. Đấy, mốc chốt khóa đẹp này. Lốp của xe vẫn còn rất là dày, na răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS. Có cả tất cả là 4 bánh các bác nhá. Keo chỉ của xe là vẫn còn zin, xe không có lỗi tai nạn đâm va gì. Đấy, không có lỗi tai nạn đâm va gì các bác nhá. Đấy, ngập nước chắc chắn là cũng sẽ không có rồi. Con này củ máy của nó vẫn còn zin, nội thất vẫn còn zin và keo chỉ thân vỏ vẫn còn zin các bác nhá. Xe hoàn toàn không có lỗi. Chiếc xe mà bên em đã được cho kiểm tra tuyển chọn kỹ lưỡng rồi. Đấy. Xe không có vấn đề gì cả, các bác yên tâm dùng. Các bác mình hoàn toàn yên tâm dùng nhá. Các bác có thể là mình cho người biết về xe. Đấy, cho người ta kiểm tra trước khi mua các bác nhá. Cho người ta chỉ kiểm tra thoải mái để mình, có nghĩa là mình thuê thợ, mình nhờ người biết về xe để xem hộ mình đấy. Đấy, kiểm tra thoải mái trước khi xuống tiền. Thấy ok thì mình mua, không ok thì bên em lại bán cho người khác các bác nhá. Đây, em sẽ ngồi vào cái ghế bên phụ này và giới thiệu cho các bác mình một số những cái chức năng ở khu vực phía này các bác nhá. Đây là chìa khóa này. Ổ khóa này là ổ khóa xịn nguyên bản theo xe. Cả như là chìa khóa vẫn là chìa khóa xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy. Xe được thiết kế có một cái màn hình giải trí cỡ lớn to đùng 10 inch. Đây các bác xem. Và màn hình của xe là màn hình loại tốt các bác nhá. Đấy. Bắt được wifi này. Đây là hiện tại em đang vào YouTube, đang vào YouTube. Đây. Các bác cùng nghe bài Hoa tím bằng lăng nhá. Đấy. Và chiếc xe được thiết kế có hệ thống điều hòa auto tự động các bác nhá. Hệ thống điều hòa auto tự động này. Còn đây là cái củ số này. Đấy, củ số của xe da này là vẫn là da zin nhá. Da củ số vẫn là da zin, da không phải là da làm lại đâu. Đấy, chiếc xe đẹp, chạy ít cho nên là củ số của xe là chưa bị hỏng, chưa bị kém. Nếu mà cầm nắm nhiều, bám nắm nhiều vào đây thì da chỗ này nó sẽ bị rách này. Mà xong đó thì nếu mà rách rồi đấy, tất nhiên là phải thay và bọc lại đúng không ạ? Đấy, nhưng con này của em củ số này vẫn là củ số zin các bác nhá. Đấy, vô lăng cũng vậy, là vô lăng zin đây các bác xem. Đấy, da này nó cũng chưa phải làm lại đâu, vẫn là da zin nguyên bản của xe đấy ạ. Đấy, da zin nhá. Vô lăng zin các bác nhá, vô lăng của xe là cũng chưa làm lại gì các bác nhá. Đấy. Cái đây là cái chỗ này đấy ạ, để mình điều khiển âm thanh, điều khiển cái màn hình này các bác nhá. Điều khiển âm thanh, điều khiển màn hình.
Còn chỗ này là có một cái túi khí an toàn được nằm ở khu vực này nhá. Có một túi khí an toàn nha các bác. Đấy, ghế da bên lái cũng vậy, là ghế da xịn nguyên theo xe nhá các bác, chứ không phải là ghế nằm lại đâu nhá. Đấy, ghế đẹp luôn. Còn chỗ này được thiết kế có cái vị trí để đồ này, đây nữa này, để đồ này. Đấy đúng không ạ? Và dòng xe Honda CRV đấy thì các bác thấy là được thiết kế rất là hay và đặc biệt. Đấy là khoang bên phụ là thông với khoang bên lái luôn. Mình di chuyển sang hai bên này không cần phải xuống xe các bác nhé. Di chuyển thoải mái, ngồi trên xe di chuyển thoải mái luôn. Còn đây là chân phanh và chân ga đây này. Đấy, cửa gió của xe là không bị gãy vỡ và không bị thiếu nha các bác. Đấy, vẫn đẹp, đây là xinh nhan đi thẳng của chiếc xe. Đấy, đồ nhựa táp lô của xe còn rất đẹp luôn. Đấy, đúng là con xe nhập Nhật có khác đúng không? Nhìn đồ nó khôn, nó chắc, nó đẹp đúng không ạ? Đẹp hơn so với một số những mẫu xe mà được lắp ráp Việt Nam hoặc là nhập Đài Loan. Dòng này nó sẽ có phiên bản nhập Đài Loan nữa các bác nhá, và phiên bản lắp ráp ở trong nước. Đấy, chỗ này có một túi khí an toàn nữa đây các bác này. Đấy, chỗ này là một cái cửa gió nữa. Còn đây là một cái hộp đồ nhá, mình có thể là mình đóng mở như này. Đấy, đóng mở như này các bác nhá. Đấy, chỗ này cũng có một cái cốp đồ nữa nhá. Đây cốp đồ đây. Khung sườn của xe còn đẹp và không mục mọt gì các bác nhá, không mục mọt gì nhá. Đấy, xe không có cái vấn đề gì cho các bác chê đâu. Đấy, không có lỗi. Đấy, được trang bị thì các bác thấy là có thêm một cái cửa sổ trời này. Bản nhập Nhật thì nó mới có cửa sổ trời các bác nhá. Đấy, 2.4 mà cửa sổ trời là xe Việt Nam là không có đâu. Đấy, cửa sổ trời thì 2.0 của Đài Loan là cũng sẽ có các bác nhá. Đây là cái phần cánh cửa mà em đang quay giới thiệu cho các bác xem đây. Đấy, đồ nhựa của nó đẹp chưa này các bác nhìn này, đồ nhựa này. Đồ nhựa đẹp chưa này? Đồ nhựa không có cái tình trạng xấu đúng không ạ? Không có tình trạng xước, không có tình trạng là bị sứt đúng không ạ? Đấy các bác xem. Đấy, ok chưa ạ? Chỗ này cũng vẫn là da xịn cao cấp nguyên bản của chiếc xe nhá. Keo chỉ mép cánh cửa của xe là vẫn còn đầy đủ nhá. Đấy, ở dưới đây các bác thấy này vẫn còn cái gioăng này, cái gioăng của nó vẫn còn nguyên đúng không ạ? Vách cửa đẹp nhá, móc chốt quá sáng nhá, các bác nhìn xem. Đây là cột kèo của chiếc xe, gioăng cửa, gioăng khung của chiếc xe. Cột kèo không mất các bác nhá, đinh tán còn zin. Lóc đây, giá lóc các thứ là đầy đủ đây. Thân vỏ dòng xe này cực dày dặn và cứng cáp chắc chắn. Đấy, rất là dày nhá, vì nó là xe Honda và nó là xe gầm cao và nó là xe tiền tỷ. Xong đấy thì nó lại là xe nhập nữa chứ không là xe trong nước. Đấy, và lớp sơn của xe thì rất là sáng bóng. Đấy, sáng bóng cả xe luôn. Kính của xe cũng đã được bọc dán rồi đây này. Đấy, kính của xe được bọc dán rồi nha các bác. Cửa đóng rất là nhẹ, êm. Đấy, rất là êm và nhẹ. Tay mở cánh cửa của xe rất là nhẹ nhàng, rất là dễ mở các bác nhá. Và đây là cái phần mép cánh cửa nữa của cái chiếc xe này. Đây các bác xem này. Ok chưa ạ? Các bác xem thêm chỗ nào, bảo bên em gửi thêm hình, gửi video cho các bác xem nhá. Đấy, chỗ này cũng là da xịn đây. Đấy, đồ nhựa đây, các bác nhìn xem này. Đấy, vách cửa đây nhá. Đấy, đây, các bác nhìn xem. Ghế da là em quay rồi đúng không ạ? Nội thất rộng rãi nhá các bác. Đấy, phần dưới sàn là bằng lỉ, xong là người ta cũng đã được bọc thêm một cái lớp da ở trên, xong đó lại thêm một cái lớp lót ở trên nữa các bác nhá. Đấy, nội thất màu đen và bên ngoài là màu kiểu là màu ghi các bác nhá, không phải là màu bạc nhá, con này không phải là màu bạc đâu các bác nhá, không phải là màu ghi bạc đâu, mà đây là cái màu gọi là màu xám nha các bác. Đây các bác xem đây, phần nước sơn, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe này các bác nhìn xem này. Em quay các bác xem cái gân này nhá, cái gân nó thẳng tắp luôn các bác nhìn này, thẳng tắp luôn. Và những cái khe mép cánh cửa của xe nó còn cực kỳ là khít nhá, các bác xem này, cực kỳ là khít luôn. Đấy, đèn trước, đèn sau xe này như mới. Đúng là một con xe đẹp đúng không ạ, đúng là một con xe đẹp. Nó thể hiện luôn ở trên clip video này mà em đang quay. Đấy, bác nào đang có tầm tiền hơn 300 triệu đấy, muốn mua một chiếc xe gọi là ăn chắc mặc bền, một chiếc xe bền bỉ, tiết kiệm chi phí sau này khi mình dùng, thì mình có thể là chọn sang cái dòng xe Honda CR-V này các bác nhá. Phụ tùng cực nhiều, cực sẵn, cực rẻ. Các bác có thể tìm hiểu thêm.
về một số những cái dòng xe gầm cao, trong đó là cái dòng xe Honda CRV này các bác nhá. Dòng này thì trong thời gian vừa qua bên em bán rất là nhiều. Đấy, lốp dự phòng của xe đây. Đấy, lốp dự phòng của xe vẫn còn dày nhá. Đấy, các bác nhìn này vẫn còn dày này. Và cái sàn ở dưới của xe cũng đã được lót cách âm cách ồn rồi. Đấy, quả lốp này cũng là lốp dự phòng bằng lốp na răng đúc luôn chứ không phải là na răng sắt thường nha các bác. Đấy, có camera lùi đây nhá, camera lùi đây này các bác này. Đấy. Và đây là biển mà em đang cho các bác mình thấy là bên em có mua này, có mua lại xe khi các bác mình không có nhu cầu sử dụng nữa. Đấy, bán thì tất nhiên rồi, và bên em có đổi các xe nhá, xe nào thì cũng đổi các hết. Các bác có xe gì mang đến bên em đổi các cho. Đấy. Đổi các cho nhá, đổi các tiền đấy ạ. Có những chiếc xe thì có thể đổi sang ngang cho các bác, có những chiếc xe thì các bác phải được là cắt thêm cho em, và có những con nếu mà các có xe nhiều tiền em lại cắt thêm cho các bác nhé. Đây, tiếp theo tiếp tục này, các bác mình cùng xem nhá. Đây nhá, em quay này, các bác xem đồ nhựa của xe nó phải thực sự là quá đẹp đúng không ạ? Đấy, chỗ này cũng là da xịn nhá. Lắm bám của xe này vẫn còn đẹp nhá. Đây, vách cửa ở đây này. Đấy, những con bu lông ở đây vẫn còn rất là sáng luôn này. Rất là sáng luôn này. Đấy, móc chốt khóa của xe nữa này, các bác xem. Đấy, bộ ghế của xe còn cực kỳ là đẹp nhá. Răng của xe là không bị rách nhá. Cửa đóng em, đóng cửa nghe này. Đấy, đóng cái phịch cái luôn, đúng không ạ? Đấy, tất cả đây các bác nhìn xem là vẫn còn cái răng ở dưới chân cánh đúng không ạ? Đồ nhựa đây em quay gần chút. Đấy, cánh này được sử dụng nhiều nhất đây đúng không ạ? Cánh này được sử dụng nhiều nhất đây, được lắm bám nhiều nhất đây, vì nên xe cái là chắc chắn là sẽ lắm bám cái vị trí này rồi đúng không ạ? Cứ xe lăn bánh là vị trí này là cũng sẽ là sử dụng luôn đúng không ạ? Đấy, có cái phần bậc bệ bước lên bước xuống này. À, các bác thấy thì tem ở chỗ này vẫn còn nguyên này, mấy cái tem này vẫn còn nguyên này. Đấy, sắt móc khóa của xe còn sáng đẹp này. Đây, review quay kỹ cho các bác ngắm như vậy. Các bác xem thêm vị trí nào của cái chiếc xe này thì các bác hãy kết nối qua Zalo cho em để bên em gửi hình cho nhá. Tí em đọc số điện thoại luôn cho các bác mình thấy số điện thoại của bên em. Đây, vách cửa đây. Gương chính điện được làm ở khu vực này các bác nhá. Đấy, cửa gió của xe đây này. Chỗ này có loa nữa các bác này. Chỗ này có loa nhá. Đấy, ghế điện nha, bên đây là ghế điện nhá. Đấy, ghế điện đây này các bác nhá. Đấy, xe trang bị là có ghế điện đấy ạ. Đấy, âm thanh của xe thì nghe rất là hay rồi đúng không ạ? Vào có thể là mình vào nhạc sàn, nhạc đỏ, các loại nhạc luôn, vì đây là trên kênh YouTube mà. YouTube thì nó kết hợp rất là nhiều các loại thể nhạc các bác nhá. Rồi bỏ qua quảng cáo. Đăng kiểm vẫn còn nha các bác. Con này biển 34 Hải Dương thì về vấn đề rút hồ sơ đấy ạ, cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, bên em rút hồ sơ có thể là trong ngày đến ngày hôm sau là có hồ sơ luôn cho các bác nhá, để các bác về mình bấm biển nhá, rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, bên em hỗ trợ sang tên đổi biển, công chứng ủy quyền, rút hồ sơ cho các bác mình, rút về bất cứ đâu, sang tên bất cứ tỉnh thành nào trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhá. Đấy, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, kể cả như là ra đảo cũng vẫn rất là ok các bác nhá. Vẫn ok luôn. Đây các bác nhìn xem lốp này. Đấy, thân vỏ đây, kính đây. Ok chưa ạ? Xong là em sẽ mời các bác xem nốt phần dưới gầm, phần khoang máy của chiếc xe nha các bác. Đấy, có xi nhan nằm ở trên gương các bác nhá, xi nhan báo rẽ. Một dàn lốp của xe còn rất là dày luôn, mà rằng dòng lốp mít luôn, lốp xịn nhá, lốp này lốp mít nhá, này to nhìn này. MI mấy chen in đúng không ạ? Đấy, lốp dày nha các bác. Lốp rất là dày, chạy thoải mái nữa cho các bác mình trong một thời gian dài. Đấy, thân vỏ cực kỳ là cứng chắc, chạy đầm chắc. Êm ru các bác nhá, chạy dòng này rất là êm. Cách âm cách ồn tốt. Đèn pha của xe đây các bác xem này, đèn pha có kết hợp là đèn đèn bi
Đấy, đèn bi siêu sáng vào ban đêm, và các bác thấy là cái phần chóa của pha nó còn rất là trong đúng không ạ? Đấy, chóa của pha còn rất là trong luôn. Đấy, logo đẹp đây. Đấy, khu vực này được ốp lốp một số vị trí rồi đúng không ạ? Nước sơn bóng gầm luôn. Cặp đèn pha của xe còn rất là mới. Đèn pha xịn nha các bác, không phải là đèn pha đổi đâu. Không phải đèn pha đổi mà cũng không phải là đèn pha thay đâu các bác nhá. Bây giờ em quay gầm. Đấy, khung gầm cho các bác mình cùng xem đây. Đây khung gầm nhá. Đây em quay các bác xem gầm nhá. Đây gầm đây. Đấy, nó không có dấu hiệu gì gọi là xấu kém đâu. Không mục ngoặt đâu các bác nhá. Bên em nhiều xe lắm. Các bác không thích xe này thì mình có thể là mình chuyển sang cái dòng xe khác. Đấy, bên em nhiều xe lắm cả. Các loại xe cho các bác lựa chọn rồi. Đây các bác xem một cái gầm nữa nhé. Xe này các bác mua về cứ thế dùng thôi, không cần phải sửa cái gì nữa. Không cần phải sửa gì nha các bác. Âm thanh cũng đã được tăng lên to. Âm thanh nghe rất là chắc luôn. Em mời các bác xem đến cái khu vực động cơ khoang máy của xe nhá. Máy số ngon, máy số thì bên em đã được. Trước xe này về là bên em đã test và kiểm tra toàn bộ tình trạng chất lượng của xe. Cho nên là bác nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này về thì hoàn toàn yên tâm. Đấy, trước khi mình đến xem xe mình cũng có sự yên tâm đúng không ạ? Có sự yên tâm về chiếc xe. Các bác có thể cho thợ thuyền đến kiểm tra thoải mái đối với mẫu xe này bên em. Đấy, có thế thì cabo tem nó vẫn còn nguyên này, đinh nó vẫn còn nguyên này. Đấy, răng này rồi lỉ này. Đây răng đây, răng đây và lỉ đây. Đúng không ạ? Các bác thấy là vẫn còn nguyên đúng không ạ? Máy động cơ công nghệ IVTEC các bác nhá. Đấy cái cục phanh ABS của xe các bác nhìn xem nó vẫn còn chấm sơn này, và khoang máy của xe thì còn rất là đẹp này, rất là sáng này đúng không ạ? Máy số mình không chê được về máy số nha các bác. Đấy, và củ máy củ số của xe nó vẫn còn zin nữa luôn. Đã vừa ngon lại còn vừa zin đúng không ạ? Quá tuyệt vời cho một chiếc xe đời cũ mà số tiền các bác bỏ ra là không nhiều đúng không ạ? Rồi các bác thắc mắc gì mình cứ alo cho bên em nhá. Và bây giờ thì em cũng sẽ đọc số điện thoại của bên em cho các bác luôn. Đấy là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. Đây là ba số điện thoại chính, cũng là ba số điện thoại hotline của bên em đang dùng các bác nhé. Các bác đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh, bên cạnh hãng Mitsubishi của Hải Dương các bác nhé. Các bác xem thì bên em nhiều xe, các bác hãy đăng ký kênh đi và nhấn theo dõi đi. Bấm thêm hình quả chuông nữa để mỗi khi video em đăng lên các bác sẽ được nhận sớm và mình không bỏ lỡ bất cứ một video nào của bên em các bác nhá. Đấy, giá cả thì sẽ có là sự thương lượng. Đấy, giá cả là có thương lượng, có bớt, có lùi. Đấy, các bác có thể mình alo bên em để thương lượng giá, để trả giá các bác nhá. Các bác có thể trả giá để mua xe. Bên em có ship xe đến tận nhà cho các bác xem được nữa nhá. Sang tên đổi biển thì ok, em đã giới thiệu rồi đúng không ạ? Đấy. Dạ vâng, như vậy thì em đã quay xong giới thiệu cho bác mình biết về chiếc xe Honda CR-V 2008 đăng ký 2009 nhập khẩu với chiếc Nhật Bản này. Có vui lòng alo để được biết thêm nhé. Dạ vâng, em đã quay xong rồi. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.